Theo lịch Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, đúng 8 giờ sáng nay, gần 1.100.000 thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 sẽ biết kết quả thi. Sau khi công bố điểm thi, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học cao đẳng. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo cách thức sau đây. Để xem điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, thí sinh có thể tra cứu trên website của các sở giáo dục đào tạo và Bộ Giáo dục Đào tạo theo các bước sau. Bước 1, truy cập vào trang web thi tốt nghiệp trung học phổ thông, sau đó đăng nhập vào tài khoản bằng số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và mã đăng nhập đã được cấp. Tiếp theo, nhập mã xác nhận để hoàn tất đăng nhập. Bước 2, sau khi đăng nhập thành công, thí sinh vào mục tra cứu giấy báo dự thi. Kết quả tra cứu sẽ là toàn bộ thông tin liên quan đến thí sinh, trong đó có lịch thi, địa điểm thi. Một vấn đề quan trọng thí sinh cần lưu ý là sau khi nhận kết quả thi các môn, nếu thấy có vấn đề băn khoăn hay kết quả bài thi bất thường, có thể làm đơn phúc khảo. Khi đó thí sinh làm đơn phúc khảo, gửi về đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 17 tháng 7 đến hết ngày 26 tháng 7. Các hội đồng thi đều thành lập tổ chấm phúc khảo các môn thi trắc nghiệm, tự luận để sớm công bố kết quả cho thí sinh. Cũng theo lịch của Bộ Giáo dục Đào tạo, trước ngày 23 tháng 7, thí sinh sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan cho thí sinh.